Anh đây rồi, Aqua Boy của em. Chúng ta sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Hãy nói anh muốn hẹn hò với em đi. Hẹn hò hả? Yêu với Poseidon sao? Không, có bao giờ tự soi gương nhìn mình chưa vậy? Nhìn kiểu ám ảnh luôn đó. Aqua Boy, anh không sao chứ? Tại sao mấy chuyện này cứ đến với mình vậy chứ? Hả? Cái gì đây? Hả? Giờ tới chuyện gì nữa đây? Ê, chỗ này nhìn đã quá ta. Đừng nổi giận như vậy mà. Mình rất rất cần bạn giúp đỡ đó. Được thôi, đồng ý. Từ giờ trở đi, bạn sẽ là ma cà rồng chính hiệu. Cảm ơn nhiều nha, cô gái ơi. Yêu, cái cục gì đây? Chỉ là mụn thôi mà. Wow, có phải ngọc trai không ta? Tuyệt quá, chúng ta giàu to rồi. Được rồi, Kay à, giữ yên nha. Mình có nhiều thứ phải làm lắm đó. Bắt đầu thôi nào. Hoàn hảo. Giờ làn da của bạn đã mịn màng rồi đó. Cảm ơn bạn nhiều nha, Bella. Không cần phải cảm ơn mình đâu. Chỉ cần xem và học theo mình là được. Để tiếp tục lột xác, chúng ta cần có chiếc hộp làm đẹp này. Wow, chiếc hộp làm đẹp ma cà rồng nè. Ê, mấy cái này là gì vậy? Không, dừng lại. Đây là mặt nạ bọng mắt đó. Hiệu quả tức thời luôn nè. Tạm biệt quần thăm nha. Yêu, bạn đang làm cái gì vậy Kay? Mình chỉ đang ngoáy tay thôi mà. Dừng lại ngay đi. Cách lấy ráy tay này hiệu quả hơn nè. Không đau xíu nào hết đó. Cố lên. Được rồi. Sắp rồi, sắp được rồi. Xong rồi, không được rồi. Chúng ta còn một vấn đề nhỏ nữa. Nhưng đó không phải là lý do để bỏ cuộc đâu nha. Mình có cách khác rồi nè. Chúng ta sẽ làm như vậy. Bạn có chắc không đó, Bella? Tất nhiên rồi, chỉ cần đợi một chút thôi. Được rồi, lấy ra được rồi nè. Đôi tay được thông thoáng rồi đó. Đừng để tay của mình dơ như vậy nữa nha, được không? Chúng ta kiếm gì đó ăn đi. Mình thấy đói quá à. Cũng thấy đói đó nha. Đi theo mình nào Kay. Này, chậm lại chút đi. Mình ở sau lưng bạn luôn đó. Xin chào, mình đây. Phục vụ đâu? Lên món đi, chúng tôi đói lắm rồi. Chúc ngon miệng nha các quý cô. Mình thích mùi này quá. Mình chưa từng thử món nào ngon như vậy trước giờ cả. Bạn dính tùm lum hết rồi kìa Kay. Đỡ hơn rồi có phải không? Chưa hẳn đâu nha. Xin lỗi, nhưng ở đây ria mép bị cắm. Sẵn tiện, chúng tôi muốn gọi thêm ít sò nữa. Có ngay đây thưa cô. Nhìn chúng hấp dẫn quá à. Nhưng ăn bằng cách nào đây? Biết ngay phải chỉ cho bạn mà. Trước hết chúng ta phải làm cái này đã. Rồi sau đó loại bỏ hết mấy sợi lông thừa này đi. Wow, không thể tin được. Môi của mình lại mềm mại như vậy luôn đó. Mình đang trở nên xinh hơn từng phút rồi. Và hóa đơn của hai quý cô đây ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn, lần sau nhớ ghé lại nha. Này, cô có sao không? Làm tốt lắm Kay. Bây giờ chúng ta đi thôi. Nè, chậm lại xíu đi mà. Đừng bỏ mình ở lại chứ. Dù sao thì mình cũng mong cô ta sẽ tỉnh lại. Lộ trình tiếp theo là làm gì đây Bella? Chúng ta sẽ chăm sóc răng miệng của bạn nha. Fluffy, anh bạn đây rồi. Đến đúng lúc lắm, cảm ơn nha. Bây giờ nói a đi nào. Và bây giờ kiên nhẫn đợi thêm chút nữa nha. Chỉ cần kéo cái này ra thôi. Chà, thấy mình được không? Mình nghĩ chắc phải đeo kính râm vô đó. Không hiểu sao mình lại ngứa quá. Bạn giúp mình được không Bella? Vẫn chưa hả? Chờ một chút nha. Mình đang nghe nè. Thì lại nữa hả? Được rồi, giờ chúng ta sẽ tuốt lại cái đuôi cho bạn. Cái này được nè. Lần này chúng ta sẽ dùng nhiều bọt lên. Bắt đầu thôi nào. Nó phức tạp hơn mình nghĩ nữa đó. Nhưng chúng ta sắp xong rồi. Bella, cậu cười quá đi. Để xem TV có gì hay không. Chào cô gái xinh đẹp. Tôi có chương trình hấp dẫn dành cho bạn đây. Chỉ hôm nay thôi, mua hai đôi nhưng tính tiền một đôi mà thôi. Alo, đúng rồi, cho tôi đặt một đôi giày nha. Đúng đôi giày mình thích luôn nè. Không thể tin nó lại thời trang như vậy luôn đó. Bạn có cái gì mới dạ Bella? Đây nè, cho bạn một đôi đó.
Tự nhiên mình muốn hào phóng quá. Wow, bạn mang vô nhìn đẹp hẳn luôn á. Để mình mang thử coi. Au! Sao lại mang không được? May mắn là mình biết người sẽ giúp được cho bạn. Ừ, gọi lên đi. Có người vừa triệu hồi ta đúng không? Xin hãy biến đuôi của tôi thành đôi chân nha. Ừ, cái này ta giúp được đó. Cầm lấy và uống nó đi. Ôi trời, mình hy vọng nó sẽ hiệu nghiệm. Ha, nhìn nè Bella. Giờ mình dư sức mang 10 đôi giày luôn đó. Đây không phải là cái mà chúng tôi muốn. Ừ, xin lỗi, đây chỉ là sự cố mà thôi. Đây, lọ thuốc này sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nè, thành công rồi. Cuối cùng bạn cũng có chân rồi kìa. Vậy thì ta đi nha. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đôi chân thật cần phải dọn dẹp nhiều lắm đi. Chúng ta sẽ cạo sạch chúng ngay và luôn. Chỉ cần ngồi yên, còn lại cứ để mình làm. Vẫn không thể tin được, bây giờ mình có chân thật rồi nè. Cuối cùng cũng được mang giày mới rồi. Bạn không muốn vứt mấy thứ này đi hay sao? Mình vẫn cần dùng tới nó. Cố lên. Làm việc đi nào, ta đang nói mày đó. Sao cái này lại vô dụng như vậy chứ? Đơn giản là chúng ta cần một cái khác mạnh hơn nó mà thôi. Không đâu. Đừng làm quá lên mà. Cứ để yên nha. Được rồi, xong rồi đó. Ồ, Bella, cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn là số 1. Nè, hãy nhớ các nguyên tắc đó. Sự lột xác của mình cuối cùng cũng đã xong. Aqua Boy chắc chắn sẽ chú ý đến mình liền. Mình sẽ không nín thở đâu. Nè, từ từ đã Bella. Cái váy yêu thích của mình đó. Vậy thì bạn nên nói lời tạm biệt với nó đi. Cho anh bạn nè, ăn đi nào. Ha, cũng được đó. Bạn thật sự đã giúp tụi mình nha. Wow, mình thật sự thích cái này. Vậy thì mặc thử đi nè. Nhìn như hàng hiệu vậy đó Kay. Bây giờ mình có thể biểu diễn như siêu mẫu luôn đó. Dĩ nhiên là được rồi. Bây giờ tôi bước make up thôi nào. Rốt cuộc mình chưa có lúc nào xinh đẹp cả. Bạn thấy có đẹp không Bella? Ha, mình thấy bạn đã mắc sai lầm nghiêm trọng rồi. Vậy bạn sẽ chỉnh lại cho mình nha. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng lớp kem nền nha. Mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một ít kem che khuyết điểm. Nó sẽ giúp che đi bọng mắt thâm của bạn. Cũng không được quên tạo khối nữa nha. Wow. Rồi chúng ta sẽ thêm ít má hồng nhẹ nhàng nữa. Sau đó chỉ cần tán đều nó ra một chút là xong rồi. Wow. Bây giờ đến phần thú vị nhất đây nè. Đánh phấn mắt. Quá nhanh luôn. Chúng ta sắp xong rồi. Cuối cùng chính là son môi. Son thôi nào. Đẹp và bóng quá. Bạn có quên gì nữa không dạ Bella? Ừ, nhắc mới nhớ. Thêm chút kim tuyến lấp lánh nữa nào. Giờ khuôn mặt của bạn tuyệt vời lắm Khi. Ừ, nhưng mà mái tóc của bạn thì chưa đâu à nha. Nên phải làm lại tóc thôi. Bất kỳ tóc nào cũng có thể xắn lọn được. Mình thích diện mạo mới này quá. Chờ một chút cô gái à. Mình lấy thêm ít kim tuyến nữa vẫn được. Bây giờ mình phải hành động thôi. Đi và hạ gục mấy anh chàng nào cô gái. Chào chàng trai. Xin chào, em xinh đẹp thiệt đó. Đi xem phim với anh nha. Ôi được chứ. Nhưng trước tiên em sẽ mời anh ăn tối cái đã. Tụi mình đang tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Để xem ai sẽ trở thành nữ hoàng sắc đẹp của trường năm nay nha. Wow, cuộc thi này thú vị lắm đây. Không biết lần này ai sẽ chiến thắng nhỉ? Chào mọi người. Ồ, có gì ở đây vậy mọi người? Cuộc thi sắc đẹp hả? Còn ai phù hợp hơn mình nữa? Mình không nghĩ vậy đâu. Bạn không phải là nữ hoàng sắc đẹp mà là nữ hoàng thua cuộc. Xin lỗi. Đừng nói là mọi người quên mình là ai rồi nha. Dù sao thì trường chúng ta cũng chỉ có một nữ hoàng thôi. À, là cô nàng Jessica, cho mình xin chữ ký được không? Bạn là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này. Cha, hẹn gặp lại. Ai đó, hãy cứu nữ hoàng đi. Ôi trời. Cô Bella, cô có nghe gì không? Cô gái tội nghiệp, sao lại hôn mê ở độ tuổi trẻ như vậy chứ? Chà, hy vọng một ngày cô sẽ sớm tỉnh lại. Alo,
Ồ, Bạc Thi hả? Tôi tới liền. Hả? Mình đang ở đâu đây? Đừng nói mình ngủ quên trong lớp nha. Xin chào cô bạn. À, là ma cà rồng. Nè, đừng la lối vậy chứ. Mình đến đây để thỏa thuận với bạn. Mình lấy máu của bạn và bạn sẽ có được vương miệng nữ hoàng. Ok, mình đồng ý. Biết ngay bạn sẽ đồng ý mà. Được rồi, hẹn gặp lại bạn sớm. Mình đến rồi đây. Bây giờ hãy hoàn thành hợp đồng này nha. Đừng lo, sẽ không đau chút nào cả. Mình còn sống hả? Và còn thấy rất khỏe nữa. Tốt quá đi. Giờ hãy vui chơi đi, cô gái nóng bỏng à. Hãy ra ngoài và lấy vương miệng của mình đi nào. Được rồi, mình sẽ sống hết mình kể từ bây giờ. Cô Bella, cô thấy khỏe hơn rồi à? Tôi còn ăn bác sĩ được nữa kìa. Xin đừng làm vậy mà. Mình cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Xin chào Megan. Bella, có phải bạn không vậy? Là mình chứ còn ai nữa. Nhìn bạn ngầu hơn mình biết đó nha. Cười lên nào Jessica. Giữ yên nha, mình sẽ chụp thêm vài tấm nữa. Mọi người làm gì ở đây vậy? Wow. Được rồi Jessica, chúng ta xong rồi. Ủa, mình là ngôi sao buổi chụp này mà. Bây giờ chúng ta có nữ hoàng mới rồi. Ê, nhưng sao cô ta không có phản chiếu? Bạn có nhìn thấy không? Ừ, Jessica, bạn khỏe chứ hả? Bạn vẫn nghĩ mình sẽ thắng cuộc thi này sao? Khoan đã, bạn đang làm cái gì vậy? Vương miện bây giờ là của mình, Jessica. Bạn không biết mình đang gây sự với ai đâu nha. Cốc thai nữa hả? Ừ, mấy món này cũ quá rồi. Sophie, bạn muốn uống một ly không nè? Uống chứ, Bella. Chúc ngon miệng nha. Cảm ơn cô gái. Tốt quá rồi. Ê, anh chàng kia đẹp trai quá. Ô, Ewa, bạn hài hước quá đi. Mình thích làm nữ hoàng của mình cười mà. Xin lỗi Sophie, mình phải đi đây. Ô, chào anh trai. Anh đúng là người tôi đang tìm kiếm. Đây là buổi hẹn hò tuyệt nhất từ trước đến giờ. Để xem giờ bạn thích hẹn hò cỡ nào. Hả, Ewa của mình đâu? Không biết. Nhanh nào, cô bé đáng yêu. Yêu, không đời nào. Mình biết bạn đứng sau vụ này, Bella. Không phải chúng ta là một cặp hoàn hảo sao, Ewa? Và một, và hai. Nhanh lên, làm theo mình nào. Đây đâu phải là nhảy, mà là thảm họa. Để xem bạn thích cái này không nha, ma cà rồng. Chiêu trò của bạn không có tác dụng gì đâu, Jessica. Đây là vòng tròn muối của mình. Bây giờ không còn là bạn nữa. Ừ, vậy là không công bằng. Hả? Sao hai người còn đứng ở đây? Đi ra đi. Bây giờ mình là đội trưởng đội cổ vũ. Ow! Ừ, thả mình ra mau. Có ai không cứu mình với? Tại bạn đòi mà. Mình đã cảnh báo rồi mà, đúng vậy không? Bella, mình sẽ trả thù bằng mọi giá. Thời tiết quá thích hợp để đi dạo luôn. Ừ, nhìn kìa, bạn bè của mình cũng ở đây. Mình e chuyến dã ngoại sẽ bị hủy đó các cô gái. Chào mừng những người bạn nhỏ của mình đi. Mình ra chơi với các bạn liền đây. Ô, mặt trời, phỏng rồi. Tránh xa ta ra đi. Chắc kế hoạch đen tối của mình lần này thất bại rồi. Ha, túi rác này sẽ là giải pháp hoàn hảo cho tất cả vấn đề của mình. Công nhận ngày hôm nay tuyệt vời quá. Không có ma cà rồng chướng mắt nữa. Hả, cái này ở đâu ra vậy? Ở đâu cũng được, cưng đến đúng lúc lắm. Sốt tỏi hả? Yêu, mình ghét tỏi. Mình cũng ghét mặt trời nữa. Bella, là bạn sao? Ha ha ha. Ma cà rồng ngớ ngẩn. Mình sẽ trả thù chuyện này, Jessica. Chào mừng quý cô đến shop nha. Tôi giúp gì được cho quý cô đây? Tôi cần một chiếc váy cho cuộc thi sắc đẹp sắp tới. Có ngay thưa cô. Mấy cái này cô thấy sao hả? Anh gọi mấy thứ này là váy sao? Ồ, vậy thì chờ tôi chút nha. Cô thấy cái này thế nào hả? Nó quá là hoàn hảo luôn. Cảm ơn, anh đã giúp được tôi rồi đó. Nhưng mà khoan đã, cô gái trẻ, cô vẫn phải trả tiền nha. Anh chắc chưa, tên người phàm nhỏ bé. Tôi không sợ đâu cô bé à. Trả tiền đi. Ngoài tiền ra, thì anh có muốn cái gì khác nữa không? Biến tôi thành ma cà rồng đi. Và chúng ta huề nhau. Coi như mong muốn của anh được chấp nhận nha. Xin chào, có ai ở đây không? Tôi đang cố gắng mua sắm ở đây, cô biết đó. Xin chào, tôi là nhân viên tư vấn thời trang của shop ạ. Ồ, tuyệt vời. Tôi muốn lấy chiếc váy sang trọng nhất trong shop này. Ồ, tôi nghĩ ở đây có bộ này rất hợp với cô đó. Cô giỡn với tôi à? Tôi không mặc thứ này đâu. Nó xấu lắm luôn á. Tin tôi đi, bộ đồ này là đỉnh cao thời trang đó. Yeah, cô nói đúng.
thật sự phù hợp với quý cô. Quán quân chắc chắn sẽ thuộc về mình. Ồ đúng vậy, mình chắc chắn luôn. Dạ, tạm biệt nha. Tạm biệt quý cô ha, nữ hoàng thua cuộc. Đúng là một ngày vất vả mà. Dạ, ngủ ngon nha mọi người. Ồ không, ai đó hãy chặn ánh sáng lại đi. Bây giờ đỡ hơn rồi đó. Chúng ta hãy bắt đầu ngày mới nào. Trước hết, mình cần một chỗ ngủ tốt hơn. Ơi, chỗ này khó chịu quá. Bị mắc kẹt rồi. Ai đó giúp mình với. Được rồi, con bị làm sao vậy? Dì thấy rồi đó. Ồ, không cần nói nữa con gái. Ta sẽ giúp cho con. Không có chuyện gì mà dì Dolores của con không thể xử được. À, chúng ta bắt đầu thôi. Wow, ký hiệu đó là gì ta? Không có phép thuật nào ở đây cả con yêu. Chỉ là khoa học ma cà rồng tiên tiến thôi. Đây con thử đi. Mình thật sự có thể dùng chiếc giường phù hợp hơn. Dạ, hay quá. Và cái gì đây? Đồ uống miễn phí sao? Cái này ngày càng tuyệt vời hơn. Cái máy này quá đỉnh. Không thể nào. Cái này dành cho con sao? Tất nhiên rồi. Vào đi, xem nó có vừa không nè. Thoải mái phải không? Đó là chức năng massage thích hợp. Không thể tin nó lại hoàn hảo như vậy. Sự giúp đỡ của ta không hề rẻ. Con biết rồi đó. Như vậy đủ chưa? Ồ, đủ rồi đó. Đây là thỏa thuận thời nhất trong đời mình. Đây rồi mọi người ơi, khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. Hãy cùng xem ai sẽ là nữ hoàng sắc đẹp của trường chúng ta. Sẽ là Bella hay Jessica? Chúng ta có gì ở đây vậy? Ồ, giờ bạn tiêu rồi Bella. Và người chiến thắng là Bella. Mình thắng rồi. Bạn không nên kiếm chuyện với mình Bella. Mình sẽ hủy hợp đồng của bạn. Ồ không, chuyện gì vậy? Mụn quay lại rồi. Còn răng nanh của mình đâu? Rồi giày nữa. Có vẻ như bạn đã trở lại là kẻ thua cuộc rồi. Dù sao thì bạn cũng không bao giờ xứng đáng với chiếc vương miện. Này, đưa đây, nó là của mình. Chào Jack. Em biết đó, anh đã muốn hỏi em là em đồng ý lấy anh nha. Được thôi, em đồng ý. Bella, em nói gì đi. Jack à, tất nhiên em đồng ý. Cảm ơn em. Hôm nay em đã biến ước mơ của anh thành hiện thực rồi. Sắp tới giờ tiến hành hôn lễ rồi. Phù rể đã ở đây rồi. Phù dâu cũng có mặt luôn. Và cô dâu xinh xắn cũng đã đến rồi đây. Em yêu ơi. Xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn lấy vợ nữa đâu. Không. Đúng là thảm họa mà. Tina, thôi đi. Tí nữa thì hỏng hết cả mọi chuyện rồi. Wow, bạn thân ơi, mình nghĩ cậu nên nhìn lại bản thân mình đi. Sao không ai nói với mình về chuyện này vậy? Thôi được rồi, chắc chúng ta phải chăm sóc da thôi. Không, hình như cuộc hẹn của những chú nhện bị hủy rồi. Chắc là mình phải ra tay thôi. Là ma cà rồng hay thật đó. Không phiền đâu ha. Mình đây, xem mình có gì nè. Chiếc nhẫn cưới này rất thích hợp để nặng mụn đó nha. Tuyệt, biết ngay mà. Ê, đừng, tháo ra ngay lập tức nào. Cậu phải biết kiềm chế bản thân chứ. Thư giãn quá đi à. Wow, ew, mùi gì mà kinh khủng vậy trời. Xin lỗi Jess nha, mình quên đánh răng thôi ấy mà. May cho cậu là mình mang bàn chải đánh răng theo đó nha. Của cậu đây, xài luôn đi. Kỳ kỳ sao á? Sao vậy Tina? Kem đánh răng có tỏi ở bên trong. Hơi kỳ quặc á nha. Bình tĩnh lại cái đã, được chưa? Hít thở sâu nào. Thật ra cũng có hiệu quả phết đó chứ. Hình như tỏi làm rụng răng nanh của cậu ấy luôn rồi. Không có gì mà bả kẹo cao su không sửa được. Được rồi nè. Tốt như mới luôn. Sương sương. Mình không nghĩ như vậy. Giờ mình phải làm gì đây hả? Thôi kệ đi. Cậu ép mình đó nha. Đau nha. Rồi làm thôi. Giờ tốt hơn rồi nè. Wow, đẹp quá đi. Tới lúc tiệc tùng rồi. Disco chưa bao giờ lỗi thời. Thôi nào, cậu làm trò hề đủ rồi đó. Trời ơi, cái gì kia? Hả? Ý cậu là sao?
mình không thể để cậu như vậy được. Alo, vâng, chúng tôi cần một trợ lý khẩn cấp ngay lập tức. Ta sẽ đến ngay trong một phút. Hai, ta tới rồi nè. Có chuyện gì sao? Giúp tôi với phù thủy, nhìn nè. Ồ, ca này khó à nha. Ta biết rồi, ta sẽ dùng nước bùa thần để xử lý. Trộn chung với rết. Bùa chú sắp hoàn thành rồi. Mình có chuyện phải đi. Yên đó cô bạn trẻ. Thêm cả nhện siêu độc nữa. Mụn cốc. Và thế là xong. Đừng có lo, bảy là chuyên gia mà. Chắc là chuyện gì đang xảy ra thế này. Xong rồi đây. Chi, chỉ cần vả vào mà. Thôi ngay. Cảm ơn nhiều nha. Bà có nhận tiền mặt không? Không bé ơi, chỉ cần trả bằng cách biến ta thành ma cà rồng là được. Mình bất tử luôn rồi nè. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn lần nữa vì đã giúp nha. Bye bye. Ê, cái gì vậy? Hạ cánh lúc nào cũng khó khăn cả. Yeah, thấy ghê. Tạm biệt nha. Đầu mình có thấy ngứa ngứa sao á? Hachi. Được rồi, mình phải xử lý chuyện này thôi. Đồng ý. Wow, hơi thở ma cà rồng đúng là một đẳng cấp khác. Thôi nha, mình hết hơi luôn rồi. Xem có gì ở đây nào. Eww, mình không thèm biết tại sao nó lại ở đây. Thật ra cũng ngon đó chứ. Được rồi, đợi xíu nha. Ta da, mình sẽ tạo kiểu mới cho cậu. Chỉ cần kiên nhẫn trong vài giây và... mắc cỡ quá hai ơi. Cái gì cũng đến tay của mình. Xin chào mọi người, mình là ma cà rồng. Tránh xa bọn ta ra, đồ hút máu. Cảm ơn, bye bye. Có rồi đây nè. Nhưng đừng có lo bạn ơi. Thế thì cùng làm thôi. Tóc cậu trông cháy quá trời luôn á. Cảm giác mình như công chúa thật luôn nè. Chắc chưa đó bà nội. Cậu sống buông thả quá rồi đó. May cho cậu là có mình giúp nha. Mình sẽ xử gọn đám lông hư này trong nháy mắt. Thế cơ à. Đừng có lo, có mình ở đây mà. Mình thấy hơi ô dề rồi đó. Wow, mình thích cảm giác mới này quá đi. Nhìn bộ váy này nè. Trông đẹp hơn của mình nhiều. Đúng rồi. Đợi mình một chút nha. Điều chúng ta có thể làm cho bạn mình. Đây đúng là bộ váy trong mơ của mình nè. Wow, mình không tin vào mắt mình luôn. Chào bạn thân mới đi nào, miếng wax lông. Thôi không cần đâu. Mình có ý này hay hơn nè. Được, thế thì triển luôn thôi. Sẵn sàng chưa, cùng làm nha. Nhà trông có đẹp không? Đẹp hết phần thiên hạ. Chân mình bây giờ láng o. Thánh thần ơi. Tina, móng tay của cậu. Cậu phải làm móng thôi, ngay lập tức. Được rồi, không cần lo. Mình sẽ giũa móng cho nha. Hả? Mình không hiểu lắm. Được rồi, thế làm theo cách này thì sao? Xong rồi đó, đẹp hơn nhiều nè. Giờ sơn móng máu me đen tối nha. Này, trả lại đây. Phong cách mờ nhòe này hợp với cậu lắm đó. Trend siêu cấp thời trang của ma cà rồng nè. Được rồi, mình tỉnh lại đã nào. Quên mất mình có soi được gương đâu cơ chứ. Xù thế. Xước môi rồi. Không cần lo, mình có cách giữa xịn đáng thử cơ mà. Mặt nạ dưỡng ẩm môi. Cảm ơn nha, đúng là thần cứu mạng. Son môi đỏ mọng này trông sẽ đẹp lắm cho mà xem. Đêm nay còn đúng một vòng nữa thôi này. Đó hoa này làm mình nhớ tới thất bại trước kia. Thế sao mình không tự làm phấn mắt thân thiện với môi trường nhỉ? Xong xuôi, tới lúc trang điểm rồi đây. Đánh phấn mắt đen khói chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng mình kiếm đâu ra bó hoa cho cô dâu đây ta? Cái này chắc được nè. Ngươi lại đây. Bỏ hết đống đồ vô dụng này đi. Thêm một giọt máu nhỏ xíu xiu. Wow, đẹp quá đi à. Đóa hồng này đẹp quá đi mất. Trông cậu đẹp dữ thần luôn á.
nhưng cậu quên gì thì phải. Ồ, mình còn đôi giày nào khác hay không? Chắc là mình phải hiến tế thêm cho cậu món nữa rồi đó. À, đây rồi, báu vật đó nha. Coi như đó là quà cưới của mình tặng cho cậu. Ồ, chết, cậu là đỉnh nhất. Đừng có quên đi tết nữa nha. Tuyệt. Ồ không, có cái lỗ nè, mình chết mất. Đừng có lo, mình biết một mẹo sửa được mà. Một, hai, thế là xong. Được rồi bạn ơi, cùng đi thôi nào. Ok, hai người và mọi người. Xin chào anh yêu. Em đẹp quá đi à. Nhưng đợi chút đã, hình như Jack có thêm đối thủ rồi này. Cưới anh đi mà, cưới anh đi. Sao mấy người dám? Nhớ mặt tôi đó nha. Tina, em đồng ý lấy anh chứ? Em đồng ý. Ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng. Ai sẽ bắt được bó hoa của cô dâu đây? À, mình thấy vui quá à. Đợi đã, gì kia? Con gái nuôi á. Gia đình siêu giàu này đang chuẩn bị có thêm thành viên mới. Hồi hộp quá đi mất. Xin chào, hình như mẹ mới của con sống ở đây. Con là Mia. Không thể nào, cô bé này rách rưới ghê. Cả cái mùi này nữa. Chào con Mia. Cậu sao vậy Adam? Một người mẹ chân chính sẽ không sợ khổ, vì cô bé này rất cần được quan tâm chăm sóc mà. Thời gian tới sẽ gây lắm đây. Mẹ ơi, anh ta không sao chứ ạ? Không sao đâu con. Chắc Adam hơi lo thôi mà. Để mẹ giúp anh chàng tỉnh lại. Chào buổi sáng. Bà Jessica, tôi tỉnh rồi. Vâng. Để con mẹ ơi. Con học được mẹo này trên mạng nè. Để em giúp nha anh Adam, em làm được mà. Không cần đâu thưa cô Mia. Tôi khỏe mà, khỏe như voi luôn. Nhưng mà cô thì thật sự cần phải đánh răng đó. Ngay và luôn. Không. Hay là ta tổ chức một bữa tiệc đánh răng nho nhỏ luôn ha. Ý hay đó Adam. Cậu xứng đáng được tăng lương. Giờ thì bỏ mấy cái này ra nào cô Mia. Nụ cười của cô nàng sáng bóng như ngọc trai luôn. Con cứ tự nhiên nha Mia. Con vui quá đi mất. Đợi một chút đã cưng à. Mẹ con mình từ từ hẳn ôm nha. Đấy là gì vậy hả Mia? Lớp cách nhiệt cho mùa đông đó ạ. Hay quá mẹ ha. Không, không được rồi. Đầu tiên phải dẹp đám áo này đi đã. Đỡ hơn rồi đó. Để mẹ xem nào. Cưng à, phải tiêu diệt các thứ này ngay đi. Mẹ có cách rồi nè. Chào, cho tôi nhờ xíu nha. Mau lên nào. Adam, tôi có việc cho anh đây. Anh xem qua đi nè. Không, tôi không làm được đâu thưa bà Jessica. Ôi, thế này thì sao? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Triển thôi. Được rồi, cô Mia đã sẵn sàng chưa? Bắt buộc phải làm sao ạ? Bắt buộc. Giờ thì ngồi yên nha. Cho tôi một tách cà phê nào. Cảm ơn cô. Ở đâu ra vậy hết trời? Anh cẩn thận xíu được không dạ? Tôi đang cố đây bà Jessica. Sắp xong rồi. Xong rồi. Bà thấy sao ạ bà Jessica? Adam, tôi bảo anh cắt, chứ có phải là tạo kiểu đâu. Mấy bông hoa này thật quá vô vị đi à. Bà chẳng biết gì về làm vườn cả. Sao cũng được. Phải tự làm thôi cưng à. May mà người mẹ giàu có này có một mẹo hoàn hảo cho vụ này nha. Dùng mấy nhổ lông laser là chuẩn nhất rồi. Được rồi Mia, đến lúc tạm biệt đám lông gớm ghiếc kia rồi. Wow, con cảm ơn mẹ. Miễn là con thích thôi cưng à. Cuối cùng mình cũng xin lên rồi. Cũng gần xin. Ta sẽ xử lý ngươi. Mia, đừng mà. Con đang sai lầm tai hại đó. Con nhất định tiêu diệt đám mụn này mẹ ơi. Mia, thật là hết chỗ nói. Có cách tốt hơn mà con. Con xem mấy miếng dán này đi nè. Có thật là sẽ được không hả mẹ? Chắc chắn luôn đó cưng à. Không phải lo gì cả. Cứ theo mẹ mà làm thôi. Đã ổn chưa hả con? Vẫn chưa ạ. Mẹ cởi trói cho con đi chứ. Nào, giờ con thấy sao rồi nè? Wow, da con mịn quá luôn nè mẹ ơi.
con sắp thành nữ hoàng sắc đẹp luôn rồi đó cưng à. Ơi, ngứa quá đi mất. Mọi người nhớ cẩn thận, khu vực này sắp có tuyết rơi. Nhưng tin tốt là chúng ta sẽ chải đám gầu này đi. Ơi, cố lên, mạnh mẽ lên Mia. Muốn đẹp là phải hy sinh. Không thể để con thế này nữa Mia. Mọi người tập hợp, có nhiệm vụ khẩn cấp đây thưa các quý ông quý bà. Vào việc đi, chải tóc cho con bé. Mời. Sẽ hơi phức tạp một chút đây, và khá là nguy hiểm nữa. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với các định luật vật lý. Ui, tỉnh điện. Đúng người đúng thời điểm luôn. Mia, là con đó sao? Thật hết nước chấm mà. Mẹ ơi, xem con làm được gì nè. Mẹ có cần sạc điện thoại không? Con có siêu năng lực rồi nè. Chắc là không còn cách nào ngoài quay về với thỏi vàng chân ái này thôi. Mái tóc hoang dại nào cũng phải chào thua cả. Mia, con đúng là bảo bối của mẹ cưng à. Nhưng phải thêm chút lấp lánh cho tóc của cưng cái đã. Triển ngay thôi nào. Con sẽ mê cho mà xem, mẹ hứa đó. Nhìn con quá là xoan chảnh luôn. Trật tự nha mọi người, họa sĩ đang làm việc. Hai mẹ con muốn một tấm hình gia đình đấy mà. Đây ạ, bà Jessica, giống thật 100%. Mà con gái tôi bị gì vậy hết trời? Chẳng giống con bé chút nào cả. Hay là có. Tôi mặc kệ. Hay bức tranh của cô nên ra bãi rác mới phải. Có chuyện này bà Jessica, tặng bà món quà nhỏ này nè. Bà đã nghe về nhổ lông chưa ạ? Được rồi Kay, cô đi học vẽ lại từ đầu đi. Còn con Mia, chuẩn bị đi. Chúng ta đã có việc để làm. Wow, cái này nhanh phết ha. Được rồi cưng à, triển thôi nào. Không đau tí nào đâu. Đầu tiên là đôi lông mày của con. Một, hai, lên nào. Mẹ, không có lông mày, con không sống nổi. Ồ, không sao đâu. Mẹ chỉ hơi quá tay xíu thôi. Để mẹ đặt lông mày về chỗ cũ cho con ha. Con thấy cặp này thế nào? Hay là đây? Dễ thương ghê. Xem nè. Mẹ, con tự làm được mà. Thôi được cưng à. Mắt nhìn tốt đó. Mẹ, lông mày mới đã về. Wow, thích quá đi. Ôi, con thật là đáng yêu. Đợi một chút đã mẹ. Con phải làm một thứ. Chị sẽ chăm cưng thật cẩn thận, bảo bối ạ. Nhất định đó. Con đang làm gì vậy hả Mia? Dừng ngay lại cho mẹ. Con nhà giàu không được để rìa mép đâu. Chào bạn mới mang tên cây nhiếp của con đi nè. Nào đừng, con không trốn được đâu. Đừng mơ có chuyện đó nha. Được rồi, nếu vậy thì cưng à. Nhìn kìa, đằng kia có chiếc vali toàn tiền luôn. Đâu ạ? Chỉ cần một chút keo ở đây mà. Làm gì có cái vali nào hả mẹ? Chắc là mẹ hoa mắt thôi á mà. Đau quá đi mất. Sao mẹ nỡ làm vậy với con hả mẹ? Con không tha thứ cho mẹ đâu. Thôi mà cưng. Nhìn con đi kìa. Xinh quá đi mất thôi. Nhìn mẹ quá là đỉnh luôn ha Mia. Dạ. Chụp cho con một bức như vậy được không mẹ? Tất nhiên rồi cưng. Mẹ sẽ chụp cho con một bộ ảnh sang xịn mịn luôn nha. Cười lên nào. Mẹ, số đau của con phải can thiệp chút đã. Đừng lo Mia, mẹ biết phải làm gì mà. Dùng bơm hơi là xong hết thôi. Rồi, con thấy thế này có được không? Hết sảy. Con tưởng mình là người mẫu luôn đó. Không, bảo bối của con. Mẹ ơi, bơm lại cho con đi mẹ. Rồi rồi, cưng à, có ngay đây. Đợi mẹ chút nha. Vào đi, nhanh lên. Wow, gì đây ạ? Nhìn, hơi ảo đó nha. Cái này để nâng mông cưng à, con mặc thử lên đi. Dạ được, thưa mẹ. May mà người mẹ giàu có chiếc quần này. Giờ thì bộ ảnh sẽ thật hoàn hảo cho mà xem. Wow, mẹ có nhiều quần áo quá đi. Ước gì con cũng có chiếc váy như vậy. Con mặc thử nha mẹ. Mẹ thấy sao ạ? Như công chúa luôn ha. Mia, chẳng hợp với con chút nào đâu. Mau đi thay bộ khác đi. Ơi, mẹ chẳng hiểu gì về thời trang cả. Thế còn bộ này thì sao ạ? Nhìn y như nữ doanh nhân luôn mẹ ha. Ơi Mia, con thật hết chỗ nói, thật đó. Nè, bắt lấy đi. Cảm ơn mẹ. Lần này con sẽ chọn đúng cho mà xem. Từ bây giờ con sẽ là một cô nàng tiệc tùng sang chảnh.
nữ hoàng sang nhảy. Quá là phong cách luôn nha. Đỉnh của chóp luôn Mia, y như mẹ hồi tầm tuổi con vậy. Yêu, Mia, con tự xem chân của mình đi nè. Ừ, có sao đâu ạ. Không phải lúc giỡn đâu Mia, mẹ nghiêm túc đó. Phải làm móng cho con thôi. Được rồi, chuẩn bị đi. Sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu mỹ phẩm đầy hấp dẫn chưa? Mẹ con sẽ đấu tay đôi với thứ thảm họa này. Không, đời nào, chân con bị gì vậy trời? Trợ giúp đâu, mau lên đi. Ai đa mà, làm gì đi. Triển vọng không khá tí nào, tôi nói trước thế nha. Thôi được bà Jessica, may là có tôi giúp đó nha. Cẩn thận, anh đang làm cho con gái tôi đó. À, cứu con mẹ ơi. Con thấy không ổn rồi. Mia, dậy đi cưng, mọi chuyện xong rồi. Chúc mừng ca làm móng sang chảnh đầu tiên của con nha. Mẹ đúng là đỉnh của chóp luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi để ngày càng giỏi hơn nha. Hả? Con có nghe thấy gì không? Để mẹ đi xem thử xem sao. Ồ, không thể nào. Mia, lại đây đi, con sẽ thích lắm cho mà xem. Wow, họ đến để xem con kìa mẹ ơi. Ảo ma Canada, con phải đi chào các fan mới được. Chào mọi người nha. Wow, mọi người đến đông quá à. Mia, kể tụi mình nghe về cuộc đời cậu đi. Đều nhờ vào mẹ mình cả đó. Mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời, tin mình đi.